Dạ em xin chào khách của tiệm vàng Kim Anh Thảo mà thì hôm nay xin giới thiệu thêm đó là mấy mẫu xếp bộ mấy chị ha. Mấy mẫu xếp bộ con công là em đã về cho mấy chị. Đây bộ con công của sáp ha, đầu đầy đủ hết màu luôn ha. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi em sẽ giới thiệu từng bộ cho mấy anh chị xem nha. Đây là bộ con công màu hồng màu trà nha mấy anh chị. Bộ con công sáp hồng màu trà nha. Đây. Một bộ con công này tương đương đồng lượng khoảng tầm cỡ là một lượng rưỡi một bộ nha. Một lượng rưỡi một bộ nha mấy anh chị. Này rất là đẹp luôn nha, đeo rất là sang. Bông này là bông nó đẩy nha. Ui tới rồi. Bông này là bông nó đẩy nha mấy anh chị. Đồng lượng khoảng tầm cỡ là một lượng rưỡi một bộ ha. Bông này là bông hột trà. Bông hột trà em có bông ngũ con công ngũ sắc luôn. Đây dòng con công ngũ sắc này mấy chị, đây đầy đủ các màu luôn ha. Này chị nè, nhìn nó sang mà nhìn nó đẹp. Em về rất là nhiều con này luôn ha. Đây Minh Thư gặp chàng Kim Thanh Thảo luôn nè. Đây công này là công một bộ công đã về từ nhà bên em rồi nha, nên là chị đã ghé tiệm em để sáng ra một bộ này nhà về nha mấy chị. Đây có vàng kim luôn. Ở đây là có vàng trà và có vàng kim luôn nha. Em ơi, quá trời là xinh xắn rồi. Không diễn tả được là một bộ tuyệt vời. Bộ con công nha. Rồi có bộ con công màu xanh luôn. Anh chị thích bộ con công nào chụp hình lại giúp em nha anh chị ơi. Rồi có gì gửi qua inbox là Zalo giúp em nha. Đây bộ con công bên em đây. Dễ thương chưa? Có bông luôn nha. Rồi bông. Đây bộ con công này là bộ con công kiểu thứ hai nha. Đây một hột này là một hột đá tô ba nha. Đầy đủ luôn. Các thị luôn nha, sang kẻ tắm luôn nha. Đai là kim tiền móc máy nha mấy anh chị. Trong lượng một bộ này khoảng tầm cỡ là một lượng tư, một lượng một bộ nha. Nhẫn nè, mặt nè, bông luôn này nha. Đây bộ con công này có màu vàng nè, màu xanh này, xanh lá cây, màu đỏ ha, xanh dương. Rồi anh chị thích bộ con công nào chụp hình lại giúp em gửi qua trong inbox hoặc là vô hơi kem mấy chị nha. Dạ rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em ạ. Dạ em cảm ơn. Dạ em xin chào khách của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì hôm nay chị xin giới thiệu là mấy mẫu lắc nam mấy chị ha. Đây mẫu lắc huyền thoại luôn nha. Mẫu này là mẫu thiết kế của dịch thảo mấy chị ha. Mẫu này là công ty đặc biệt cho bên em luôn, trên thị trường hiện tại là chưa có nha. Tiệm em là có chứ mấy chị ha. Đây mẫu lắc này là mẫu lắc bản rất là đẹp luôn nha, đeo rất là sang luôn. Thì lắc này là lắc hình vờ sáp. Em sẽ giới thiệu từng mẫu nha. Dạ này là dàn công ty số 10 nha anh chị. Đây một lắc bản này rất là chất lượng luôn nha, trời dày đặc luôn nha. Trọng lượng này khoảng tầm cỡ là 8 lượng 6 tới 8 lượng 7 nha mấy anh chị. Thương hiệu vờ sáp ha. Đây một cái bản của nó nè, làm dài rất là dài luôn ha. Làm thương hiệu vờ sáp ở trên người ta cũng có chữ khắc hình vờ sáp này, chạy tia laser ha. Rồi khắc chữ thập luôn nè, rồi làm hoa văn, trời ơi những con lắc mà nhìn mê luôn á. 8 lượng 6 tới 8 lượng 7 lắc này vậy ha. Rồi lắc này cũng là lắc vờ sáp luôn ha. Đây lắc vờ sáp cũng rất là đẹp luôn. Trong lượng lắc này có tầm đó là 8 lượng 6 tới 8 lượng 7 luôn nha. Anh chị nhìn sang chưa, trời ơi nhìn mà mê luôn. Anh chị thích mấy, anh chị thích sưu tầm mấy mẫu này nè thì hãy tới tiệm vàng Kim Thảo bên em nha. Lắc này là em có nhiều lắm, lắc bản luôn á anh chị. Để em chị đeo cho anh xem nè. Ờ anh chị nhìn mà em này mà mê luôn ấy, muốn sắm liền về luôn. Lắc thương hiệu và sáp ha. Đúng quá. Rồi em đeo cho anh chị xem nè. Đó anh chị thấy chưa, sáng chưa đó. Anh chị hãy sắm một khắc này về cho mình nha. Rồi đeo lên mà. Rồi nhìn sao quá anh chị ơi. Thích mẫu này cho mình lại giúp em nha anh chị ha. Rồi 8 lượng 6 tới 8 lượng 7 nha mấy anh chị. Cắt lại cho chị đi. Để bông nguyên mâm xem cho chị coi.
Rồi, đất này là mẫu lót con rồng nha mấy chị ơi. Đây là mẫu lót con rồng ha. Mẫu lót con rồng này rất là xinh luôn. Rồng này là rồng chạm nổi ha. Rồi khắp hoa văn nha mấy chị. Chạy phun cáo luôn nha. Một lót này trồng lượng khoảng tầm cỡ là 5 lượng nha mấy chị. 5 lượng lót con rồng này nha. 5 lượng nha mấy chị nha. 5 lượng lót này nha. Rồi, anh chị thích ba mẫu lót huyền thoại này của em thì hãy cứ chụp hình lại rồi gửi qua em bất là Zalo giúp em nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video của em ạ. Đây là dàn công ty 60 nha anh chị. Em xin chào khách yêu tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu thêm đó là mấy mẫu dòng lẻ mấy anh chị ha. Mấy mẫu dòng lẻ này là dàn công ty 610 và tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi em sẽ giới thiệu từng mẫu nha mấy anh chị. Đây là dòng. Cái này là dòng oval. Cái này là dòng một hộp oval hộp tím mấy chị ha. Rất là đẹp luôn nha. Và có đai là đai kim tiền nè. Và hai sọc full hộp ở bên luôn nha. Đây chả full lưới luôn. Trọng lượng là một dòng này có tầm cỡ là 6.1-6.2 nha. Dòng oval hộp tím nha mấy chị. Còn này là dòng oval hộp hồng. Dòng oval hộp hồng này người ta sẽ làm kiểu khác nha. Mẫu dòng người ta sẽ làm mỗi kiểu nha anh chị. Đây nó có làm thêm phụ kiện lên này. Đây là cái đai ra làm cửa khác luôn nha. Đây một sọc hàng móc máy rồi đây là một sọc hàng hộp tắm nha. 6.7 một chồng này nha mấy anh chị, 6.7 hộp hồng này nha. Rồi dòng này là cũng là dòng hộp oval hộp màu hồng luôn nha. Mỗi dòng là nó có mẫu kiểu khác nhau mấy anh chị. Nó sẽ có là một cái nhánh hoa ôm một hộp luôn nè. Đây là đai kim tiền sọc tập hộp luôn nha. Trọng lượng này là khoảng tầm cỡ là 6.1 một dòng này nha mấy chị nha, 6.1 nha. Và dòng này là dòng hộp đen. Đá này cũng là đá hộp đen luôn nha, đá oval luôn nha, kiểu cũng như chang nhau nha. Số này là trọng lượng là khoảng tầm cỡ là 6.3. 6.3 dòng này nha mấy anh chị. Riêng dòng oval đen phong thủy thì em có là dòng tỳ hưu ha. Đây một dòng tỳ hưu này có tầm cỡ là 2.7 nha mấy anh chị nha. 2.7 một dòng nha. Đá này là đá thật anh nha mấy anh chị. Đây là đai sọc phun tắm luôn nha. Con tỳ hưu, con tỳ hưu đá thật anh ngọc đồng tiền. Đây màu xanh là em có màu đen nè. Đây em có màu tím luôn ha. Dễ thương chưa, thích mấy mẫu dòng này chụp hình lại cho mấy anh chị nha. Tỳ hưu thì em có dòng con rồng luôn nha. Đây dòng con rồng đây mấy anh chị. Dòng con rồng là nguyên con luôn nè, full hồng tắm hết luôn nha, từ cái mai rồi từ cái đầu rồng của nó luôn ha. Mắt là mắt đỏ nha mấy anh chị. Trọng lượng này khoảng tầm cỡ là 4.8 tới 5 chỉ ha. Rồi dòng này là dòng, dòng này là hồi trước là em có giới thiệu rồi nè, nhưng mà em đã về thêm một đợt hàng của công ty khác nha. Dòng này giống như loại là dòng Cartier nha mấy anh chị nha, đầy chữ nha. Dòng này là em có rất là nhiều ni, từ ni 48 tới ni 54 luôn ha. Nhưng mà anh chị muốn đeo ni lớn thì anh chị có thể đặt ni lớn luôn ha. Này là từ ni hơi nhỏ trung trung nè, từ ni có 48 tới ni 54 thôi. Và em có hai loại dòng này, hai loại dòng này là em đặt trên công ty về mấy anh chị ha. Dòng này là dòng ni 60, dòng ni 60 nha mấy anh chị nha. Nếu mà anh chị muốn đeo ni cỡ nào bọn em cũng làm được cho mấy anh chị luôn nha. Đây là dòng ni 60 nha mấy anh chị nha. Dòng này là có thể là làm ni lại cho các anh chị là được nha. Nên là anh chị thích mấy mẫu này thì hãy lấy một dòng hay là hai dòng về đeo một cặp ha. Rồi làm ni lại cho anh chị đeo nha. Dạ rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Dạ rồi em cảm ơn anh chị ạ. Em chào anh chị tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu là mấy mẫu dòng lẻ mấy anh chị nha. Mấy mẫu dòng lẻ và công ty 610 nha. Địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em xin giới thiệu là mấy mẫu dòng lẻ nha. Mẫu này là mẫu dòng đinh nha mấy anh chị. Mẫu dòng đinh này là không có hộ nha. Này là loại trơn hết luôn, loại trơn bóng luôn nha. Trọng lượng của tầm cỡ là 2.9 tới 3 chỉ dòng này nha. Từ ni 4 có đủ các ni luôn, 48 tới ni 54 cũng có nha mấy anh chị. Dòng đinh nha. Rồi em qua mẫu khác nha. Mẫu này là loại dòng Cartier. Đang gỡ cái dòng này cho anh chị xem nè. Dòng Cartier nha. Dòng này loại dòng trơn nha. Dòng này đúc đặc luôn. Đây. Nó chạy hết chữ chữ Cartier luôn nha. Chạy hết chữ Cartier luôn.
và nó sẽ kèm theo nó có chữ thương hiệu, nó có logo Chanel nữa nha, nó kết với logo Chanel nha mấy chị. Loại này là loại dòng đúc nha, ở trong này nó giáp này đeo rất là nó êm tay luôn, đồng lượng khoảng tầm cỡ là 3.8-3.9 dòng này nha, đầy đủ ni luôn nha mấy chị nha. Loại này là loại dòng đúc luôn nha, dòng Carter nha mấy chị. Rồi em sẽ cũng là qua loại dòng Carter ha, dòng này là nó chạy chữ đen nha mấy chị, chạy chữ đen nha. Thì trọng lượng cái dòng này có tầm cỡ là 2 chỉ nha, trọng lượng tầm cỡ 2 chỉ nha, em lấy một dòng cho anh chị xem nè. Anh chị mà đeo đi lớn á thì em thích loại dòng này, mà muốn đeo đi lớn á thì anh chị đặt bài vẫn được nha. Đây em thấy thương hiệu Dior nè, nó cũng tương tự như dòng Cartier luôn, hai dòng này là 2 chỉ 1-2 chỉ 2 dòng này nha mấy chị nha. Em sẽ qua dòng kim tiền, đây dòng kim tiền em về quê một chùm luôn nha, dòng một hàng kim tiền nha mấy chị. Loại dòng em đưa lên toàn là loại dòng đúc đặc mà đeo cứng cáp, đeo lâu bền đâu mà. Một loại dòng kim tiền móc máy 5D nha, đồng lượng khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 2-2 chỉ 3 nha mấy chị, 2 chỉ 2-2 chỉ 3 tới dòng này nha, đầy đủ cắt ni luôn. Quy một chùm kim tiền luôn nha, dòng kim tiền em cũng có nhẫn kim tiền nữa nha mấy anh chị, bông kim tiền luôn. Thì loại bóng dòng lẻ nè em về rất là nhiều, mà toàn là hàng mà anh chị muốn săn hàng không mà. Thì nếu mà anh chị mà muốn mua mấy loại dòng này thì hãy tới tiệm vàng Kim Anh Thảo nhà hãy sắm một em về nha mấy anh chị nha. Địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Lương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em ạ.